Tôi tên là Phạm Hồng Đức Phước. Tôi vốn là cựu giảng viên của trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh. Chuyên ngành của tôi là bên khoa học cây trồng. Thời gian mà tôi còn công tác ở trường Đại học Nông Lâm ở thành phố Hồ Chí Minh thì tôi giảng dạy cái môn sinh lý thực vật. Thì suốt cái thời gian tôi ở trường thì là đó, tôi dạy cái môn sinh lý thực vật. Còn nghiên cứu về các cái chuyên đề nghiên cứu thì trước năm 1997 thì tôi có nghiên cứu một số đối tượng cây trồng như là cây cắc cũ, cây lúa, cây đậu vân vân. Nhưng mà từ năm 1997 tới nay thì là tôi tập trung tất cả vào nghiên cứu cây ca cao. Thì trên lĩnh vực cây ca cao thì tôi có dịp là tham gia rất là nhiều cái khâu trong cái quy trình sản xuất, từ cái khâu giống, kỹ thuật canh tác, rồi sơ chế. Nhưng mà từ năm 1910 xin lỗi từ năm 2016 thì tôi về hưu thì tôi về cái trang trại trồng ca cao lấy tên là Stone Hill ở Tân Phú, Đồng Nai, và tôi ở đây từ đó cho tới bây giờ, và bây giờ vẫn còn tiếp tục trồng và nghiên cứu cây ca cao. Ok, thực sự thì tôi bắt đầu làm việc liên quan tới ngành ca cao từ năm 1997, thì thông qua một cái dự án thì kêu là World Cocoa Foundation. Lúc đó thì cái mục tiêu của cái dự án này là du nhập ca cao, các cái giống ca cao ở cái vùng Đông Nam Á cũng như là thế giới vào Việt Nam để mà thử nghiệm, rồi sau đó để mà phát triển lên thành một cái mặt hàng nông sản phẩm mới ở ở Việt Nam. Thì thực sự lúc đó thì tôi tham gia cái chương trình ca cao với cái vai trò của một người nghiên cứu thôi. Chứ còn cái giai đoạn đầu thì là trong những năm 2000 thì là chủ yếu là du nhập và các cái dòng ca cao thương mại ở trên thế giới cũng như là các cái vật liệu di truyền để mà có cái bước xa hơn là lai tạo những cái giống mới ở Việt Nam, cũng đồng thời là trồng nhiều cái vùng sinh thái khác nhau để xem cái sự thích ứng của ca cao như thế nào, để mà từ đó thì có cơ hội phát triển rộng rộng rãi để mà thành một cái mặt hàng nông sản mới ở Việt Nam. Trong giai đoạn đầu thì cái tiêu chí mà để mà chọn lựa cái giống ca cao nào tốt thì chủ yếu là dựa trên cái năng suất. Tất nhiên là khi mà cái dự án phát triển dài sau này thì ngoài cái chỉ tiêu về năng suất thì còn có các cái chỉ tiêu về chất lượng, về sức chống chịu với sâu bệnh, với môi trường vân vân. Nhưng mà những cái bước đầu tiên thì là chủ yếu chọn lọc những cái dòng ca cao thương mại có năng suất cao nhất. Và trong những năm đầu tiên thì có một cái dự án các cái tổ chức phi chính phủ ở nước ngoài cũng như là các cái công ty lớn ở nước ngoài thì họ hỗ trợ Việt Nam để mà thành lập các cái làm việc với các cái hộ nông dân để mà thành lập các cái câu lạc bộ để mà từ đó bước đầu phát triển cái ngành ca cao ở Việt Nam. Trước những năm 2000 và trước đó thì cái lịch sử phát triển ca cao cũng khá lâu dài. Chính ra là ca cao là được người Pháp đưa vào Việt Nam từ những năm 1890. Nhưng mà cho tới nay cũng không hiểu lý do là sao mà ca cao cũng không 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 thành cái như là giai đoạn trước đó thì không hiểu lý do là sao nó không trở thành một cái cây trồng mà mang tính thương mại. Nhưng mà cái dấu vết của ca cao của người Pháp đưa vào thì trong cái thời gian đó thì khi vào những cái năm 2000 chúng tôi đi điều tra thì những cái giống ca cao mà từ cái thời xưa còn để lại rải rác ở đồng bằng sông Cửu Long, rồi sau đó vào những năm 90 xin lỗi vào những năm 1960 thì người Mỹ cũng một lần đưa ca cao Việt Nam, nhưng mà giới hạn về vấn đề chiến tranh này nọ thì nó cũng trồng rải rác nó trồng rải rác ở đồng bằng sông Cửu Long, nhưng mà nó vẫn không 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 trở thành cái sản phẩm hàng hóa. Cho tới khi mà chúng tôi tham gia cái dự án này thì diện tích toàn ca cao ở Việt Nam chắc là khoảng cỡ trên dưới 100 hectare thôi. Họ trồng rải rác có như là để chơi vậy thôi, chứ còn
cho tới lúc đó thì chưa thành ra cái sản phẩm hàng hóa được. Và cacao thì ở Việt Nam thì là cái vùng sinh thái thích hợp cho cacao là bắt đầu là từ các tỉnh miền Trung, các tỉnh miền Trung rồi vào miền Nam rồi lên Tây Nguyên. Tuy nhiên là ở cái giới hạn chính của sự phát triển cacao là nhiệt độ, cho nên nếu ở phía Nam thì cái vùng Đà Lạt thì không phát triển được, còn tất cả các cái địa phương khác nếu mà có nước tưới vào mùa khô thì đều có thể là trồng cacao được. Thì cái thị trường của cacao Việt Nam lúc đó thì là chủ yếu xuất khẩu nước ngoài thôi, chứ còn tiêu thụ ở trong nước thì rất là ít. Mãi sau này một số cái công ty nước ngoài họ có cái nhà máy sản xuất ở Việt Nam, cũng như là bản thân người Việt Nam thành lập các cái cơ sở chế biến, thì lúc đó cái thị trường Việt Nam nó mới có. Nhưng mà cái sô cô la đối với thị trường Việt Nam thì nó vẫn còn rất là nhỏ. Người Việt Nam thì chưa có cái thói quen ăn sô cô la, cho nên cái thị trường vẫn còn giới hạn. Hơn nữa là cái sản phẩm mà sô cô la thì đối với cái kinh tế của Việt Nam đó thì cái giá nó vẫn cao so với các cái mặt hàng khác, cho nên cái sức mua, cái tiêu thụ nội bộ ở thị trường nội địa đó thì cho tới nay vẫn còn là rất là thấp, cho nên chủ yếu cái hạt cacao và sô cô la là xuất ra nước ngoài là chủ yếu. Cái thị trường nội địa ở Việt Nam á, mà sản phẩm từ cái hạt cacao thì hiện nay chủ yếu là bột thôi. Bột thì bà con Việt Nam thì tiêu thụ quen hơn là sô cô la. Hơn nữa là đó nó liên quan tới giá cả, bột thì nó rẻ hơn, nhiều người có khả năng mua hơn, còn sô cô la cho tới nay thì vẫn cái giá nó cao, với lại là cũng chưa có thói quen để mà tiêu thụ sô cô la nhiều ở thị trường nội địa ở Việt Nam. Trước đây thì khi mà tôi về thành lập cái Sun Hill Farm thì tôi có phát triển cái vùng nguyên liệu quanh đây trên 100 hectare. Nhưng mà bây giờ thì có sự cạnh tranh cây trồng đó, thì cái vùng quanh đây chủ yếu họ trồng sầu riêng, cho nên cái diện tích trước kia thì bà con chuyển đổi sang sầu riêng hết. Hiện tại thì là chúng tôi sử dụng cái sản phẩm của ngay tại farm để mà làm sô cô la. Nó có thương hiệu riêng của Stone Hill Chocolate from 3 to 3. Stone Hill Chocolate thì còn có một cái thương hiệu khác nữa là from Bean to 3. Thì trong trường hợp đó thì chúng tôi mua cái nguyên liệu ở ngoài dân, nhưng mà cũng không phải quanh cái vùng này, mà chúng tôi mua chủ yếu là ở Đắk Lắk để mà ra cái sản phẩm from Bean to 3, Stone Hill Chocolate. Chúng tôi ý thức rằng là cái chất lượng cacao lệ thuộc rất là nhiều vào cái giai đoạn lên men. Cho nên là khi mà phát triển cacao ở Việt Nam thì chúng tôi luôn luôn khẳng định là hạt cacao phải lên men. Thì cái quy trình cơ bản thì là chúng tôi đưa ra từ đầu. Ví dụ như là lên men kéo dài là từ 5 tới 6 ngày tùy theo cái nhiệt độ, cái thời tiết của môi trường bên ngoài, và trong cái thời gian đó thì thường là đảo trộn 2 lần. Đấy là cái quy trình cơ bản, nhưng mà tùy theo cái nhu cầu của các cái công ty tiêu thụ hạt thì quy trình nó có thể là thay đổi chút ít, đặc biệt là cái hạt nguyên liệu của cacao Việt Nam thì nó có nhiều đường, cho nên một số nơi thì trước khi lên men thì họ ép để mà loại bớt một phần đường để sau đó lên men, để mà cuối cùng mà cái hạt cacao lên men khô đó thì nó không chua. Nếu mà ta để nguyên vài lên men thì là nó chua. Thì thường là chúng tôi đề xuất cái quy trình lên men như vậy. Trong cái khả năng của Sun Hill Farm thì là chúng tôi đầu tiên là sử dụng cái hạt cacao mà farm tự sản xuất được, rồi mua thêm bên ngoài. Thì cho tới thế này thì là quy mô của chúng tôi thì không nhiều lắm, một năm khoảng cỡ 4-5 tấn vậy thôi, chứ không nhiều lắm. Trước đây khi mà chúng tôi có cái vùng nguyên liệu quanh đây thì cái hạt cacao lúc đó, hạt cacao lên men lúc đó thì Stone Hill Farm chủ yếu là xuất khẩu qua cái thị trường châu Âu, cụ thể là công ty Ritter Sport ở Đức.
Hiện nay là cái thử thách lớn á, mà để mà có thể là phát triển cacao rộng rãi ở cái diện tích lớn thì là cái vấn đề mà giá cả, cái vấn đề cạnh tranh thị trường. Hiện nay rất là nhiều, từng cái giai đoạn là rất là nhiều cái cây ăn trái, cái giá nó rất là cao, cho nên là thường là cacao cạnh tranh không lại. Nhưng hiện nay cái vùng của chúng tôi cũng như là ở phía Nam Việt Nam thì cái giá sầu riêng nó lên rất là cao. Có những cái thời điểm nó gấp 10 lần cacao, thành ra là đó là cái giới hạn chính. Tất nhiên rồi những cái vấn đề mà sâu bệnh cũng là nó tham gia một cái vai trò đáng kể để mà giới hạn cái sự phát triển cacao ở Việt Nam. Cái ngành cacao Việt Nam mới phát triển gần đây thôi, chứ còn thật ra là nó chưa gặp cái vấn đề mà cacao già cỗi đó mà giảm năng suất. Thì hiện nay thì cái tuổi cacao ở Việt Nam thì đang trong giai đoạn rất là tốt để mà phát triển có cái năng suất cao. Còn những cái vấn đề thí dụ như là xói mòn trong cái quá trình làm cacao thì đúng, những cái vùng mà đồi dốc như là ở miền Đông hoặc là ở cao nguyên thì có cái vấn đề đó. Cho nên là hiện nay là chúng tôi đang khuyến khích bà con đi vô các cái mô hình sinh thái bền vững, thí dụ như là canh tác phục hồi rồi đa dạng sinh học rồi chống xói mòn là vân vân, để mà giới hạn các cái kỹ thuật canh tác mà không đúng ở trên đất dốc mà để nó ảnh hưởng tới môi trường. Đó như là cái câu trả lời đó của tôi, thì hiện nay là chúng tôi rất là khuyến khích bà con nông dân trồng cacao theo cái hướng bền vững sinh thái, là có nghĩa là tập trung vô cái đa dạng sinh học và đặc biệt là tăng cường cái phục hồi hữu cơ đất mà vốn là cho tới nay do canh tác không đúng kỹ thuật cho nên là nó rửa trôi và nó thoái hóa rất là nghiêm trọng. Cho nên là khi mà khuyến cáo bà con hoặc là tập huấn cho bà con trồng cacao đó, thì tôi luôn nhấn mạnh là đa dạng sinh học trong cái vườn của mình và đặc biệt cái vấn đề là tăng cường hữu cơ bằng nhiều cách khác nhau, bằng phân ủ, bằng cái phân xanh, bằng cái cây che phủ, vân vân và vân vân. Đó thì chúng tôi hiện nay là cái sự mà nó lên xuống thất thường về cái vấn đề về diện tích cũng như là sản lượng là cái chính là cái một cái thị trường ổn định về về giá cả. Thì tôi cho rằng cho tới nay thì cái đó là cần thiết cũng như là vấn đề kỹ thuật cũng rất là cần thiết. Thí dụ như cái vấn đề sâu bệnh thì hiện nay do cái đặc thù của cái khí hậu thời tiết ở Việt Nam có trong đó là có nửa năm là nó mưa rất là lớn cho nên là các cái bệnh như là bệnh thối trái này nọ là vân vân nó rất là trầm trọng. Thành ra là đó là cũng một cái trở ngại kỹ thuật nhưng mà cho tới nay thì chúng tôi vẫn chưa giải quyết được cái vấn đề kỹ thuật chính đó về vấn đề bệnh trên cacao vào mùa mưa, xin lỗi. Thành ra là nó cũng cũng khá là giới hạn, nó làm cái ngành sản xuất cacao chưa chưa được ổn định lắm. Hầu hết người dân ở ở Việt Nam đó, người nông dân ở Việt Nam thì phần lớn của họ thì là họ họ sở hữu cái diện tích canh tác của mình, cho nên cái đó cũng rất là thuận lợi. Nhưng mà cũng có cái bất lợi là họ họ tự quyết định, cho nên thường thường là họ chạy theo cái xu hướng là cây trồng nào mà có giá cả tốt trong cái thời điểm đó thì họ chuyển đổi. Và cái chuyện đó cũng xảy ra với nhiều cây trồng và cũng không không có sự khác biệt với cacao. Do đó là trong giai đoạn vừa rồi thì cái chuyện mà cắt cái cây này trồng cái kia là cái chuyện đó cũng thường xuyên xảy ra ở Việt Nam và đối với cacao cũng vậy. Cái sự hỗ trợ của chính phủ Việt Nam thì chủ yếu về chủ trương chính sách thôi. Chứ còn cho tới nay thì chưa 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 có chưa có một cái chương trình gì mà cụ thể. Và chúng tôi sản xuất chúng tôi hiện nay tất nhiên là hồi xưa tôi ở trường thì có những cái chương trình của nhà nước hoặc là các cái tổ chức phi chính phủ hỗ trợ các cái đề tài nghiên cứu, nhưng mà khi mà về ở đây thì chúng tôi tự làm, tự bản thân mình phải chi trả tất cả khoản chi phí đó. Riêng về sản xuất cacao Việt Nam thì nhà nước hoàn toàn chưa có một
cái bao cấp nào hết, mà người dân tự đầu tư, tự quyết định, rồi lời lỗ thì tự chịu thôi, chứ còn nhà nước chưa có một cái chương trình nào mà hỗ trợ hoặc là bao cấp về phân bón hoặc là bất kỳ cái gì. Thì tất nhiên là hơn 20 năm gần đây thì là tất cả công việc của tôi thì quay quanh cái cacao thôi. Thật ra là tôi vẫn là mong muốn trong tương lai ngành cacao Việt Nam phát triển rồi có cái vị trí quan trọng trong cái thị trường thế giới. Nhưng mà riêng về mặt nghiên cứu thì là chúng tôi cũng mong muốn là có thể hợp tác với các tổ chức nước ngoài, các cái chuyên gia nước ngoài để mà tiếp tục tham gia cùng chúng tôi để mà giải quyết các cái vấn đề kỹ thuật. Ví dụ như là hệ thống canh tác, sâu bệnh và những cái giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt và có khả năng chống chịu được các cái sâu và bệnh phổ biến ở Việt Nam. Cái đối với sô-cô-la ở Việt Nam thì nó rất là hiếm hoi. Thành ra nói là trước đây rồi cái thời thơ ấu là có điều kiện nào ăn sô-cô-la hay không thì có, nhưng mà rất là hiếm hoi. Thì lúc đó thì ăn sô-cô-la như là ăn kẹo thôi. Thậm chí cũng không thấy ngon lắm bởi vì cái khẩu vị của nó không quen. Nó đắng này nọ thì có trong cái thời kỳ thơ ấu cũng có một vài lần ăn sô-cô-la, nhưng mà thật sự không cảm nhận hết cái mùi vị tinh tế của sô-cô-la cho tới khi mà chúng tôi trực tiếp đi vào cái ngành này thì lúc đó mới thưởng thức được hết cái tinh tế của cái sô-cô-la mà làm từ hạt cacao.